tại các gia đình đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Chu Lê Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã ân cần hỏi thăm sức khỏe đời sống của các gia đình chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến. Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến đã góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến và gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp trí tuệ công sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách, người có công với đất nước trên địa bàn. Tại các nơi đến thăm, đại diện các gia đình bày tỏ sự phấn khởi, trân trọng, cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã đến thăm, tặng quà động viên và hứa luôn trân trọng và gìn giữ truyền thống cách mạng vẻ vang, đáng tự hào của gia đình, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của địa phương.